Chào các bạn, mình là Nghi Lăng. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người về hai cây kèn Xtop. Đó là Xtop T22K Black và T22 Silver nha. Đây là hai cây kèn khá là hot của hàng Xtop. Đầu tiên trên tay mình đang là một chiếc hộp của kèn Xtop T22K Black. Thì hộp khá giống với kèn Xtop T2403, to bản bằng thiết, bọc cao su bên ngoài có màu vàng nhạt nha các bạn. Kèn có cái bản lề khá là chắc chắn, đóng mở rất là cứng cáp nha, không bị rơi rớt kèn đâu. Và bây giờ mình sẽ mở hộp kèn ra. Đây là bên trong kèn ha. Đi kèm với kèn là một khăn lau bằng vải khá là dày, dùng để vệ sinh kèn nha các bạn. Còn bên trong hộp là một cái lớp lót cũng màu vàng nhạt luôn, dùng để chống va đập. Thân kèn được sơn màu đen nhám, các hoa văn được khắc laser rất là chính xác nha các bạn. Cơm kèn bằng nhựa ABS màu nâu, có chỉ định tông chữ C bên tay trái nè. Phần bên dưới kèn có sơn chữ Xtop bằng nhũ vàng rất là sắc nét. Thì dòng kèn Xtop T2K Black này có một thiết kế rất là đặc biệt. Ta thấy ở cái dòng kèn tremolo thông thường thì phần cover ở hai đầu bắt ốc sẽ bị bẹp xuống. Còn ở dòng kèn này, cover bao trọn thân kèn và nổi lên ở hai vị trí bắt ốc nha các bạn. Trên phần cover của kèn có hai vị trí dấu tròn đánh dấu các vị trí nốt quan trọng dành cho người mới học, dễ nhớ. Còn đây là các vị trí bắt ốc của kèn. Thì đây là loại ốc mẹ ốc con lồng vào nhau, rất là tinh tế nha. Các bạn quan sát thêm độ dày của hai tấm đồng nè, nó có màu trắng do mạ chrome để chống ăn mòn đó. Và chính nhờ cái độ dày này nó làm cho âm thanh kèn nó có chiều sâu hơn. Mặt bên dưới kèn thì trơn hết nha các bạn, không có khắc hoa văn gì hết á. Thì cái này các bạn có thể dễ dàng khắc tên mình lên, khắc bằng laser á. Thì đó là sơ lược về cái ngoại hình của cây kèn Xtop T22K Black này. Mình sẽ gửi đến các bạn cái video test âm thanh ngay sau đây nha. Ok, xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe âm thanh của cây kèn Xtop T22K Black này nha. Thì theo đánh giá ban đầu á, thì cây kèn này nó có cái phần mà tấm đồng khá là dày, cho âm thanh sẽ vang và ấm hơn. Thì đầu tiên mình sẽ thổi về cái âm thanh riêng của nó trước, rồi sau đó mình sẽ so sánh với lại cái kèn thông dụng, đó là cái kèn Xtop T2403 nha. Đây, Xtop T2403 mình sẽ so sánh, lát nữa mình sẽ so sánh âm thanh của hai cây kèn. Thì bây giờ mình sẽ thổi trước về âm thanh của cây 22K Black này để các bạn nghe thử. Ok, thì các bạn nghe mình đang thổi là âm thanh tremolo hai hàng của cây kèn này. Âm thanh rất là đều ha. Mình lên quãng cao thì nó tiếng tremolo nó nhẹ lại. Đó, các kèn Trung Quốc thì nó chỉ đến mức đó thôi. Âm thanh kèn tremolo lên quãng cao thì nó sẽ không còn đẹp như là ở quãng trầm. Nhưng mà lúc đó là cũng âm thanh rất là tốt rồi. Khi mình thổi nốt đơn nha. Nốt đơn rất là vang. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu so sánh với lại cây kèn Xtop T2403 này. Mình sẽ thổi một câu của cây trên kèn này và câu trên cây kèn 2403 để các bạn dễ nghe ha. Rồi giờ mình thổi cái câu chạy nốt trước đi ha. Ừ,
Đồ re mi fa sol ha. Thì cái này. Lại một lần nữa ha. Đó, các bạn có thể nghe tự nghe và đánh giá được. Kèn này thì nó sẽ âm thanh nó vang to nhưng mà nó sẽ hơi chói hơn, gắt hơn so với cái kèn stop tem 2K Black. Vô thêm một bản nhạc ha. Ok, thì các bạn nghe hết clip của mình thì các bạn cũng có thể tự cảm nhận được âm thanh của kèn Stop Tem 22K Black này như thế nào rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và lựa chọn cho mình một cây kèn thật tốt, một cây kèn có chất âm phù hợp với bản thân mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.